Nhiều lần lo sợ đánh mất khiến em nghĩ lại. Bởi vậy nên sự bối rối trong em kéo dài. Rồi đến hôm nay có lẽ không thể bình tâm thêm nữa. Anh hãy nói cho em nghe điều chưa biết đi. Dù là em sắp phải nghe sự thật đớn đau, thì em hứa không trách anh đâu. Dẫu ngừa lời, anh nói thử xem. Thời gian bên em là những ngày vui hay anh có vấn? Chỉ vì thương em thôi. Những lúc hồi hận, chuyện trong miên man là nhớ là mong hay chỉ như thói quen đã mất hết bâng khuâng? Còn những vòng tay em thấy cũng đã thôi đắm say. Biết nhưng em sợ.